Nấu ăn có khó lắm không? Với Hồng thì câu trả lời là không. Lúc đầu Hồng cũng không thích nấu ăn đâu, cảm thấy cái việc vào bếp phải lúi húi ở trong đó với dầu mỡ, đường, mắm, muối nó rất là khó chịu. Nhưng mà sau khi mà có chồng rồi á, vì muốn cho chồng được những bữa ăn ngon mà mình đã bắt đầu tập tành nấu ăn. May mắn sao cũng có năng khiếu, chắc là do di truyền của mẹ, cho nên mình nấu ăn cũng khá là ổn. Hồng bắt đầu với những món đơn giản rồi mới đi đến phức tạp. Và điều may mắn đó được nhân lên gấp đôi khi mà chồng mình rất là chịu khó thưởng thức những món ăn của mình nấu. Anh rất là thích ăn canh bí xanh, nhưng mà nấu mà có hậu hơi chua chua là anh ghét lắm. Cũng vì điều này mà mình đã nghĩ ra cách nấu canh bí xanh không có hậu chua. Mọi người hãy cùng tham khảo qua cách nấu này nha. Hồi xưa thịt heo mua về thì có thể nấu luôn, nhưng mà bây giờ thịt heo mua về thì cả nhà ít nhất phải trụng qua nước sôi nè. Nếu mà kỹ nữa thì cả nhà có thể nấu trên bếp, trên nước sôi á, cho đến khi nào nó sủi bọt hết rồi cả nhà đổ ra để ráo rồi mới nấu. Cách nấu canh bí xanh đơn giản như thế này sẽ giúp cho cả nhà có được một bữa trưa với một tô canh ngọt lành, thanh mát, dịu nhẹ. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hạt nêm từ rau củ, chứ mình không sử dụng hạt nêm mua trong siêu thị nha cả nhà. Loại này thì nêm nó rất là thanh, nó không có mặn đậm đà như là hạt nêm ở trong siêu thị được. Nhưng mà mình cảm thấy ăn cái loại này thì nó tốt cho sức khỏe hơn. Được cái mẹ chồng mình cũng rất là siêng trồng cái này cái nọ cái kia á, cho nên á mình cũng hay có được những trái bí xanh ngon như thế này để nấu canh cho chồng ăn. Mình luôn tâm niệm á, mỗi lần vào bếp là một lần tạo ra những điều yêu thương cho chồng. Cũng có thể vì vậy mà chồng mình càng ngày càng yêu thương mình hơn. Các chị em nào mà cũng có chồng rồi thì mình cũng cố gắng vào bếp nấu cho mấy ảnh ăn nha. Còn nếu mà chị em nào mà may mắn có được một anh chồng nấu ăn ngon và chịu nấu ăn cho mấy chị thì mấy chị quá sướng rồi. Chung quy lại thì chồng nấu ăn hay vợ nấu ăn cũng được, miễn hai vợ chồng luôn yêu thương nhau, hạnh phúc với nhau là được. Hy vọng với cách nấu canh bí xanh đơn giản của Hồng sẽ giúp ích được cho mọi người. Hồng hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo để lại cùng Hồng vào bếp nha.